Cái chùa Tọa Phạ này là chùa Khmer. Đó, nó có cũng lâu năm lắm rồi. Hồi trước hồi tôi biết tôi chạy về, tôi về đây tôi ở là cái chùa này nó cái chùa này nhỏ xíu, người ta sửa từ từ lại nó thành cái chùa lớn. Tôi khoái cái chỗ này nó có cái đường đi ngay chỗ này, nó có cái mấy cái chà đây là mấy cái tháp này là ta để cốt của người ở trong đó. Cái tháp này người ta kêu chà đây. Cái cổng này là cái cổng đầu tiên nhất. Ngày xưa bà con người ta ở trong làng đó, người ta đi lên cái đường chỗ này. Mà hồi xưa nó cũng không phải là cái cổng nữa, nó là cái cầu thang à. Xe cộ quả đâu? Có đi xe gắn máy lại không? Tụi con có đi xe gắn máy lại không? Có đi xe gắn máy chạy vòng đường bên kia, chạy lên trên này luôn, khỏi mất công. Ở đây cái cổng này là cái cổng xưa nhất. Rồi sau này hiện giờ mấy sư đang làm một cái cầu thang ở phía bên đây nè, đang làm mà chưa xong. Đổ hơi hộp nè. Bữa nay bà con lên thăm chùa cũng nhiều. Hồi trước thì đa số người là chỉ đi vô hồ Tọa Phạ thôi. Rồi dạo này thấy lên tham quan ở trên chùa này cũng đông. Và cái này là cái người ta kêu bằng cái tháp Tha La. Tháp Tha La để dựng chân.
này là thị trấn Tri Tôn, trung tâm ngay chợ. Ôm cục cột coi nhà có chừng gãy trời. Cái này là chùa Tàu Phạ nè bà con.